Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa về chiều tối tiếp tục phát triển mạnh ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có nơi trên 130mm. Mưa nhiều ngày liên tục, vì vậy nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao, nhất là ở khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, thì người dân ở khu vực Nam Bộ cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng ở các khu đô thị. Còn nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 27 cho đến 32 độ. Trong khi đó, thì hình thái nắng nhiều vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và trở xuống đến Trung Bộ, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, một số nơi nắng nóng trên 35 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng như lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy quý vị cần lưu ý. Chuyển sang thời tiết trên biển. Hiện nay thì bão số 3 đã giảm cường độ xuống, chỉ còn cấp 10, giật cấp 12 và đang nằm trên vùng biển phía tây nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo trong 72 giờ tới, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, nên vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Từ gần sáng ngày mai, thì vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,2 cho đến 1,5 mét, biển động. Phần tiếp theo bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 35 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm 75-85%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 35 độ, độ ẩm 70-75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 27 đến 34 độ, độ ẩm 75-80%. Cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!